Dạ vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem có vài con súp ha. Đây, có vài con súp. Đây là con Calip Bass 30 này. À, xin lỗi các bác, đây là con KLH ha. KLH Bass 30. Một con Bock Audio Bass 25. Đấy, trong đây thì cũng có một con Bock Audio Bass 25 này. Con này nó bị mất e căng ha. Đấy, bán xả cho các bác. Và kế tiếp là một con KLH Bass 25. Rồi, và bên đây thì em còn hai đôi bốt ha. Đây là cặp bốt 301 CD2 và một cặp bốt 6.2. Rồi em quay cho các bác xem hai con súp đầu tiên trước này. Đây là con Bock Audio ha. Đấy, những dòng súp của Mỹ. Rồi e căng thì rất đẹp, các bác có xem qua này, không có bị lủng lỗ ha. Rồi và tiếp theo là bên trong đây. Đấy, một bát 25. Đấy, đối với con này thì các bác chơi cái phòng mà tầm 25 mét vuông trở về ha. Đấy, các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đấy, rất là tuyệt vời trên con súp này. Bát đánh khá là lực và cũng khá là sâu. Đấy. Rồi, tuyến loa bát thì rất đẹp ha, tất cả là nguyên bản hết. Rồi, đây là phía trên đây. Con này thì rất đẹp các bác, đẹp từ trong ra ngoài ha. Đấy, bên hông cũng vậy này. Rồi, đây là phía sau. Đấy, dây điện em đang để gọn trong đây. Đấy, chỗ này nó dính cái gì các bác, chứ không phải là chày đâu, nó dính cái gì ạ? Lỗ thông hơi phía sau. Rồi, con này là Bock Audio này. Đấy, con này thì điện từ 110 cho tới 120V ha, công suất 100W này. Đấy, đường nút volume đây, nút cắt tầng. Đấy, nút nguồn đây. Đường vào là AV đây. Đấy, trắng đỏ này các bác này. Rồi, con này các bác nghe nhạc karaoke đều hay ha. Đấy, súp Mỹ thì các bác khỏi chê rồi. Trong cái tầm tiền này thì cực kỳ hay. Đấy. Giá rất là mềm các bác. Đấy, con này thì để cho các bác 4 triệu đồng ha. 4 triệu đồng con này là em bao ship này. Bass 25, đấy, súp Bock Audio của Mỹ ha. Bass 25, 4 triệu đồng là em bao ship, tất cả là nguyên bản hết. Rồi và tiếp theo là một con súp KLH. Đấy, một dòng KLH ha. Đây các bác xem này. Đấy, KLH một cái nút một cái bóng đèn phía trước. Đấy, lỗ thông hơi phía trước này. Con này thì nó thiết kế như vậy ha. Đấy, bát 30 ốp đất. Đây là phía trên của súp này. Đấy, con này khá là to. Và hầu như là cũng còn rất đẹp mà các bác cùng xem này. Đấy, bên là bên hông ha. Nó cũng có một vài vết xước nhẹ nhẹ thôi các bác. Xước đề can thôi. Rất là nhẹ các bác. Không đáng gì ha. Đấy, phía trên đây. Rồi em quay phía sau cho các bác xem cái thông số. Đấy, phía sau cũng còn đẹp luôn này. Góc cạnh rất đẹp ha. Rồi, đây là cái thương hiệu này, KLH, một cái dòng thương hiệu cực kỳ hay ha. Những dòng loa của KLH các bác nghe chuyên nghiệp, các bác nghe rất hay. Đấy, dòng KLH. Rồi, con này thì đây, điện 120V các bác này. Đấy, hàng Mỹ nồi ha, và công suất 210W này. Đấy, KLH, cái model là E12D các bác. E12D. Đấy, con này bắt 30 đánh như sống luôn. Đấy, nó đánh không khác gì cái con CBL hôm qua em bán ha. Hôm qua em bán cái con CBL 250. Đấy, con này đánh y như vậy các bác. Tiếng rất là mềm và rất là bạo lực. Đấy. Tuy là cái thương hiệu nó không bằng CB nhưng mà chất tiếng nó cực kỳ hay ha, hay như CB luôn. Rồi phía sau là một nút nguồn này. À, xin lỗi các bác, đây là nút volume. Đấy, volume ha. Đấy, hai nút cắt tầng này các bác này. Cắt tầng đây. Đấy, các bác chơi volume con này rất hay. Đường vào này, đường AV ha. Và cái nút nguồn của nó nằm dưới này này các bác. Đấy, nút nguồn tắt mở ở đây. Đấy, phía sau tổng thể thì còn đẹp lắm. Rồi em sẽ quay cái bát cho các bác xem. Đấy, bát 30, các bác chờ em xíu ha. Này, bát 30 nằm dưới này đây. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết. Đấy, gân zin luôn ha, zin cả gân. Đấy, bát 30 các bác. Bốn cái chân để ở dưới này. Rồi, súp KLH Bass 30. Đấy, chơi phòng tầm 35 mét vuông trở về là vô tư. Đánh đất mềm sâu các bác, uy lực ha. Đấy, em bao cho các bác chơi con này, cực kỳ hay. Rồi, con này em cũng xin báo giá với các bác là 6 triệu 6 ha. Đấy, con này bán cho các bác 6 triệu 6 là em bao ship. Đấy, Bass 30 mà 6 triệu 6 các bác, giá rất là mềm ha. Đấy, rẻ hơn súp Nhật Bass 25 nữa. Rồi và kế tiếp là đôi loa Bose 301 CD2. Rồi, 301 CD2 ha, e căng còn đẹp lắm.
Rồi em tháo cho các bác xem bên trong cái những cái tuyến loa. Cặp này về còn rất đẹp ha, chỉ có thay gân. Đấy, cặp này về là bị thay gân các bác, gân nó mục hết rồi. Đấy, những dòng Bose này thì ít cặp mà còn gân zin lắm, đa số là mục gân hết. Đấy, cặp này chỉ có thay gân thôi. Đấy, tổng thể thì hai cái loa bass để các bác xem ha, nó vẫn còn cái màu xanh. Đấy. Bose nghe nhạc và karaoke đều hay. Ê căng này các bác này. Rồi, và dưới đây nữa ha. Ê căng thì còn đẹp lắm, thùng bắt cũng vậy, không có bị cấn móp chỗ nào đâu. Rồi, và tiếp theo là bên trong những cái chép. Đấy, mỗi loa thì nó trang bị hai chép giấy này. Đấy. Rồi, và dưới này nữa ha. Đây, hai cái chép ở dưới đây. Đấy, tất cả là nguyên bản hết. Cặp này thì báo các bác là chỉ có thay gân thôi. Đấy, còn tất cả còn lại là nguyên bản hết. Rồi, đây là phía sau của súp. À, xin lỗi các bác, đây là phía sau của đôi loa. Đấy, góc cạnh rất đẹp ha. Không có bị cắn móp chỗ nào hết. Đấy, nó chỉ bị chóc tí xíu xíu. Đấy, những cái xước xước nhỏ nhỏ thôi. Đấy, đây là phía sau đây. Rồi, Bose 301 này, Music Monitor CD 2. Đấy, trên cũng vậy ha. Và cặp này cũng trùng series này các bác này, 133404 này. Và ở dưới cũng vậy, 133404 này. Đấy, cũng trùng series ha. Rồi, Bose 301 CD 2. Đây, quay xa xa cho các bác xem này. Đấy, cái màu bass thì nó hơi ngã màu. Tại vì các bác khi mà thay gân á, thay gân thì thợ phải đổ cái xăng thơm vào. Đấy, đổ xăng thơm vào để cho cái gân này nó nhũn ra này. Thì mới cạo những cái lớp cũ ra được. Đấy, cho nên là mình nhỏ xăng thơm vô là cái màu này nó sẽ bị xuống. Đấy, hầu như là loa nào cũng vậy các bác. Các bác đã thay gân thì họ sẽ tẩm xăng thơm ha, để mà họ tháo cái viền cũ ra. Đấy, cho nên là những cái màu này mà bị tẩm xăng thơm vô là chắc chắn nó sẽ bị bạc. Đấy, nó sẽ xuống màu ngay. Rồi, cặp này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, cặp này em bán là 5.8 triệu ha. 5.8 triệu cặp này là em bao ship này. Đấy, 5.8 triệu bao ship. Rồi, và tiếp theo là cặp Bose 6.2. Đây, một đôi Bose 6.2. Cặp này thì nhìn nó dài hơn cặp này. Và cái cặp này thì các bác có thể để đứng được hoặc là để nằm như em như vậy cũng được ha. Đây, Bose 6.2. Ê căng thì còn đẹp, các bác cùng xem này. Đấy. Rồi, và tiếp theo là bên trong. Loa Bose 6.2 này thì nó cũng như CD2, nó cũng trang bị bass 20 và hai chép. Rồi, em mở nốt cái này ra ha. Đây, thiết kế giống như Bose 601 vậy. Đấy, cái chép nó nằm trên cái loa bass ha. Đây, hai chép giấy, một loa bass bên trong. Và cặp này thì zin ha. Zin cả gân luôn. Đấy, cặp này là chưa đụng chạm gì hết, gân còn zin luôn này. Đấy, chép phía trước rất đẹp ha. Hai lỗ thông hơi. Đấy, bên hông có chữ Bose này. Đấy, cái này cũng vậy ha. Chỗ này nó hơi chóc một tí xíu. Rồi, tổng thể phía trước thì còn rất đẹp. Và tất cả là nguyên bản hết. Rồi, đây là bên hông ha. Bên hông còn đẹp này các bác này. Đấy, phía trên này. Hầu như cặp này thì còn đẹp lắm. Rồi, đây là phía sau của loa. Đấy, chỗ này nó hơi bị dơ này. Đấy, phía sau của loa đây ha. Rồi, Bose 6.2 này. Đấy, USA ha. Cặp này thì trở kháng là 4 ôm. Đấy, những dòng 4 ôm thì các bác đấu nối tiếp ha. Đấu nối tiếp đây. Đấy, bên đây nó hơi chảy xước một tí xíu, dầm dầm. Đây, còn các bác chơi một đôi thì không cần đấu gì hết. Nếu mà chơi hai đôi thì các bác đấu nối tiếp lên thành 8 ôm ha, thì âm ly và đẩy mình chơi được hết. Rồi, còn các bác chơi một đôi thì vô tư. Rồi, rồi cặp loa này em có xin báo giá cho các bác luôn. Này, cặp này thì em để cho các bác 5.8 triệu luôn ha, bằng giá với cặp Bose Series 2, 301 Series 2. Đấy, hai cặp đều là 5.8 triệu bao ship. Rồi, và tiếp theo là một con súp KLH. Đấy, KLH này. Con này những dòng KLH thì đánh đất mềm các bác. Đấy, ê căng thì còn đẹp ha. Đấy, những con này thì em test hết rồi. Con nào hay, con nào dở là em biết hết. Đấy, dòng này thì đánh đất mềm. Bass 25. Đấy, bass 25 ha. Còn lúc nãy em quay là bass 30, còn con này bass 25. Đấy. Rất đẹp ha. Đây là phía trên của súp đây.
Đấy, thùng vắt cũng còn đẹp, chỉ bị xước nhầm dầm này các bác, xước nhầm dầm thôi. Đấy, phía sau đây và bên hông đây nữa ha. Rồi, đây là phía sau cái phần thông số này, lỗ thông hơi dưới này. Rồi, con này là con KLH này, model là ASW 10-120 ha. Đấy, nó để như vậy các bác. Đấy, made in USA này. Và công suất là 120W. Đấy. Trọng điện là 120V ha. Rồi, phía trên là một nút volume này, một nút cắt tầng này. Đấy, đây là nút nguồn đây ha. Đường vào là AV. Rồi, phía sau cũng còn đẹp. Tất cả là nguyên bản hết. Và con này các bác chơi phòng tầm 25m² trở về. Đấy, là vô tư. Đánh rất mềm các bác ha, mềm sâu. Rồi, con này em có xin báo giá với các bác. Con này thì em bán là 5.4 triệu ha. 5.4 triệu, con này là em bao ship này. 5.4 triệu. Đấy, bát 25. 5.4 triệu bao ship. Rồi, và cuối cùng là một con box audio. Đấy, cái con này tầm khoảng một tuần nữa em về rất nhiều. Một tuần nữa em về chắc khoảng 6-7 con như vậy này. Hôm nay em về con này thì nó bị mất e căng các bác. Đấy, con này bị thiếu e căng ha. Bát 25. Đấy, bát 25. Đấy, nói về chất âm với con KLH á, thì con này nó yếu hơn ha. Đấy, con nào em test em biết chất âm của nó. Đấy, con này yếu hơn. Con này đánh 9 thì con này đánh 10 ha. Đấy, yếu hơn một xíu. Đấy, bát 25 này, lỗ thông hơi đây. Con này thì các bác chơi phòng tầm 20 ha, 20m² trở về. Đấy, đây là phía trên của shop đây. Rồi, bên hông phía sau đây. Và bên đây nữa. Rồi, cuối cùng là phần thông số của shop. Đấy. Một nút volume đây, nút cắt tần đây và đây là nút nguồn on off đây ha. Đường vào AV. Đấy, con này vẫn là điện là từ 110 cho tới 120 này, công suất 100W. Đấy, shop box audio ha, hàng Mỹ về. Đấy, hàng bãi Mỹ về. Rồi, con này thì bắt 25. Đấy, chơi phòng tầm 20m², ghép vang. À, xin lỗi các bác, nghe nhạc và karaoke ha, bác đánh khỏe. Đấy, nó khỏe trong cái phòng tầm đấy các bác. Nếu mà các bác chơi phòng lớn hơn thì nó không khỏe ha. Các bác chơi phòng 20m² là đánh vô tư, rất là đầy. Đấy, tiếng sâu. Em cũng xin báo giá với các bác con này để cho các bác 3.8 triệu ha. Đấy, mất e căng rồi. 3.8 triệu con này là em bao ship này. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.